Về mặt nguyên nhân của đột tử thì nó có hai nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái nguyên nhân do tim, và cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do não. Còn những cái hệ thống cơ quan khác, nếu nó có trục trặc xảy ra mà có thể gây nguy hiểm đến mạng sẽ xảy ra từ từ. Còn một người bình thường đang khỏe mạnh đốt ngột ngục xuống và đi luôn thì chỉ có hai cái nguyên nhân là do tim hoặc là do não. Đối với nguyên nhân do tim thì nó có những cái bệnh lý mà có thể gây ra cái ngưng tim đột ngột, ví dụ như là những cái hội chứng rối loạn về nhịp tim mà có thể làm ngừng tim đột ngột. Cái thứ hai là do bệnh lý động mạch vành, là cái động mạch chính nuôi tim, thì nếu mà tắc cái động mạch vành đột ngột thì nó cũng có thể làm cho tim ngừng đột ngột hoạt động và do đó gây ra đột tử. Cái nguyên nhân thứ hai ngoài tim thì đó là nguyên nhân do não. Thì những cái nguyên nhân do não mà gây ra đột tử thì nó có nhiều nhóm nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân thường gặp nhất là do đột quỵ, và cụ thể là đột quỵ xuất huyết não. Đối với đột quỵ nhồi máu não thì cũng có thể gây ra tử vong, nhưng thường thường sẽ có một cái thời gian khoảng thời gian nhất định trước khi dẫn đến tử vong. Còn xuất huyết não thì có thể đột ngột tử vong. Nó sẽ rơi vô hai tình huống mà xuất huyết não có thể đột ngột tử vong. Đó là thứ nhất là xuất huyết khoang dưới nhện, tức là nó có một cái túi phình động mạch trong não, và khi nó vỡ ra như vậy phát một đợt. Khi mà nó vỡ ra như vậy thì máu đột ngột tràn ngập trong não và gây dẫn đến cái biến chứng tụt não và làm cho người bệnh tử vong đột ngột. Cái loại thứ hai thì ít tử vong đột ngột hơn nhưng vẫn có thể tử vong đột ngột, đó là cái xuất huyết trong não nhưng mà xuất huyết ở vùng thân não, hoặc là xuất huyết não ở cái vùng bán cầu đại não nhưng mà với cái lượng máu rất là lớn, chảy máu rất là lớn và nhiều, thì cũng có thể dẫn đến cái biến chứng tăng áp lực nội sọ đột ngột và dẫn đến cái biến chứng tụt não, và từ đó bệnh nhân đột ngột tử vong. Còn những cái nguyên nhân khác có thể gây ra đột tử mà liên quan đến thần kinh, chẳng hạn như cơn động kinh vân vân, thì trong cơn có thể gây ra những cái biến chứng lên tim mạch và thần kinh và dẫn đến tử vong đột ngột. Khi mình gọi đột quỵ, nó có chữ đột trong đó, có nghĩa là đột ngột quỵ xuống, hoàn toàn xảy ra một cách đột ngột và không có dấu hiệu báo trước. Người ta có thể là đang ngồi ăn cơm, đang ngồi giảng bài, đang ngồi nói chuyện, đang làm một cái chuyện gì đó, đột ngột bất thình lình trong vòng 1-2 giây trước vẫn còn bình thường, thì 1-2 giây sau đã xảy ra bất thường, đã liệt nửa người, đã nói đớ rồi. Cho nên là đột quỵ hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Cho nên để phòng ngừa đột quỵ thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải phòng ngừa trước. Mình phải kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, các bệnh nền dẫn đến đột quỵ, chứ không phải mình chờ mong là nó sẽ có cái dấu hiệu báo trước, để mà khi nó có cái dấu hiệu báo trước đó rồi mình mới lật đật mình chạy đi, mình lo mình điều trị. Nó không có chuyện đó, nó không có cái dấu hiệu báo trước. Cái này hoàn toàn hợp lý thôi, bởi vì mình đã biết rồi, đột quỵ xảy ra do vỡ mạch máu não hoặc là tắc mạch máu não. Như vậy trước khi mạch máu não bị vỡ, trước khi động mạch não bị tắc thì mạch máu não vẫn còn hoạt động bình thường, do đó bệnh nhân hoàn toàn không có một triệu chứng gì hết. Tại cái thời điểm mạch máu não bất thường, tức là nó vỡ ra, máu nó chảy ra, nó tắc mạch rồi máu nó không nuôi não được, thì vào thời điểm đó mới có triệu chứng. Cho nên mình hoàn toàn không có một cái dấu hiệu báo trước gì hết của đột quỵ. Về nguyên nhân của đột quỵ và cái tần suất xảy ra đột quỵ thì mình thấy rõ ràng là ở những cái người lớn tuổi thì sẽ có càng nhiều những cái bệnh mà dễ dẫn đến đột quỵ hơn. Ví dụ như huyết áp, ví dụ như tiểu đường, ví dụ như sơ vỡ động mạch, sơ vỡ mạch máu, vân vân. Cho nên về cái tần suất chung, về cái tỷ lệ chung thì cái đột quỵ vẫn xảy ra nhiều hơn ở người già, ở người trẻ vẫn ít hơn. Mặc dù gần đây mình thấy có một cái xu hướng là đột quỵ ở người trẻ càng ngày càng tăng lên, tuy nhiên đột quỵ ở người già vẫn là chiếm phần lớn, và nó liên quan đến những cái yếu tố nguy cơ mạch máu truyền thống hơn là ở người trẻ. Còn ở người trẻ, một khi đã xảy ra, khi mà người ta xảy ra ở một độ tuổi trẻ như vậy, khi mà người ta chưa có huyết áp, chưa có tiểu đường, chưa có sơ vỡ mạch máu giống như ở người già, thì rõ ràng là mình cần phải tầm soát một cái nguyên nhân nó đặc biệt hơn. Ví dụ chẳng hạn như là bóc tách động mạch, ví dụ như là viêm mạch, ví dụ như một cái bệnh tim bẩm sinh gì đó mà nó dễ dàng tạo ra cục máu đông trong tim mà mình không có phát hiện được. Một cái câu hỏi khác mà quý vị khán giả cũng hay thắc mắc và gửi đến cho tôi, đó là cái việc mà tắm đêm, tắm lạnh nó có làm tăng nguy cơ đột quỵ hay không? Thì về mặt cơ sở khoa học ấy, thì một số những cái nước ở vùng ôn đới chẳng hạn như Hàn Quốc hoặc là những cái vùng châu Âu mà lạnh ấy, thì người thấy rõ ràng là cái tỷ lệ đột quỵ mùa lạnh nó có tăng hơn so với mùa nóng. Như vậy rõ ràng là cái việc mà yếu tố về nhiệt độ, về thời tiết nó có liên quan đến cái tỷ lệ đột quỵ. Tuy nhiên các bạn đang quan tâm chuyện là mình tắm lạnh và tắm đêm thì nó có gây ra đột quỵ hay không.
Thì như đã đề cập ở một số cái phần trước, tư vấn trước, chương trình tư vấn sức khỏe trước cho các bạn, thì đột quỵ nó có hai dạng, một là xuất huyết não, tức là vỡ mạch máu não, hai là tắc mạch máu não, tức là nhồi máu não. Thì rõ ràng nếu mà mình liên kết về cái chuyện tắm đêm và tắm lạnh, thì rõ ràng tắm đêm và tắm lạnh không thể nào trực tiếp mà gây ra vỡ mạch máu não được, cũng không thể nào trực tiếp gây ra nhồi máu não được. Tại vì tắm đêm với tắm lạnh nó đâu có thể nào mà nó tạo ra cục máu đông được, nó cũng đâu có thể nào mà nó ảnh hưởng đến mạch máu để nó gây ra xuất huyết não được. Nhưng mà khi mình tắm đêm hoặc tắm lạnh, hoặc là khi mà có một cái xáo trộn, hoặc là thay đổi nhiệt độ, thời tiết đột ngột hoặc là nhanh, thì rõ ràng cơ thể mình nó sẽ phản ứng. Và trong một số trường hợp phản ứng nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái huyết áp hoặc là những cái bệnh nền, nó thay đổi cái tình trạng sức khỏe chung của mình. Và chính những cái đó nó sẽ gây ra đột quỵ. Vì vậy những cái thói quen không có tốt, ví dụ như là thay đổi nhiệt độ đột ngột, thời tiết lạnh quá, hoặc là tắm đêm, về mặt bản chất nó không thể nào trực tiếp, nó không thể nào mà là nguyên nhân thực sự để gây ra đột quỵ, nhưng nó có thể ảnh hưởng gián tiếp thông qua những cái yếu tố khác về sức khỏe chung, chẳng hạn như là huyết áp, về tổng trạng, về sức khỏe chung. Rồi chính những cái xáo trộn đó nó sẽ gây ra cái đột quỵ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phương pháp để phòng ngừa đột quỵ. Thì như chúng ta đã biết, đột quỵ thì nó có hai dạng. Một cái dạng là vỡ mạch máu não, gọi là xuất huyết não. Còn một dạng thứ hai, tắc mạch máu não, gọi là nhồi máu não. Thì rõ ràng không thể nào tự nhiên mà cái mạch máu mình nó vỡ ra được, cũng không thể nào tự nhiên mà cái mạch máu mình nó bị tắc được, mà nó phải có những cái nguyên nhân, những cái yếu tố để nó gây ra vỡ mạch máu não hoặc là tắc mạch máu não. Như vậy mình thấy rõ ràng là chuyện vỡ mạch máu não hoặc là tắc mạch máu não chỉ là hậu quả của một cái bệnh gì đó nền tảng ở dưới mà nó gây ra vỡ hoặc là gây ra tắc. Vì vậy nếu mình tìm ra được những cái yếu tố, những cái nguy cơ, những cái nguyên nhân mà gây ra vỡ mạch máu não hoặc là tắc mạch máu não, và mình kiểm soát nó ngay từ đầu, thì mình có thể phòng ngừa đột quỵ. Nghĩa là đột quỵ thực ra chỉ là cái ngọn, cái hậu quả của những cái bệnh đó thôi. Còn việc kiểm soát, điều trị các yếu tố, các nguyên nhân, các bệnh đó mới là điều trị cái gốc. Như vậy thì rõ ràng là mình có thể phòng ngừa được đột quỵ. Thì khi mà mình tìm ra những cái yếu tố, những cái nguy cơ, những cái nguyên nhân đó, thì mình sẽ kiểm soát nó. Thì sẽ có hai cái phương pháp điều trị. Một là điều trị bằng thuốc, hai là điều trị không thuốc. Thì trong cái điều trị không thuốc thì liên quan đến những cái vấn đề về chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ làm việc. Thì một cái lời khuyên của những cái hiệp hội chuyên ngành cho phòng ngừa, khuyến cáo để phòng ngừa những cái biến cố về mạch máu, về chế độ ăn, thì mình sẽ khuyến cáo một chế độ ăn giảm dầu mỡ, rồi giảm mặn, rồi ăn nhiều rau, ăn nhiều ngũ cốc, hoa quả, nhiều kali, bớt muối và bớt chất ngọt lại. Còn về chế độ tập luyện thì tập thể dục, thì khuyến cáo mình sẽ tập khoảng cỡ chừng 5, ít nhất là 5 ngày một tuần. Một buổi mình tập khoảng cỡ 40 đến 45 phút, và với cái cường độ là chỉ cần đi bộ nhanh hoặc là chạy bộ chậm cho ra mồ hôi là đủ để có thể duy trì được cân nặng, huyết áp, đường huyết hoặc là mỡ máu ở cái mức độ tốt nhờ chế độ tập luyện tốt. Về chế độ làm việc thì đương nhiên nếu mà làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi, stress căng thẳng nhiều, vân vân, hoặc là có những cái thói quen xấu, ví dụ như hút thuốc lá, uống bia rượu nhiều, sử dụng những chất kích thích, những chất gây nghiện mà có thể kích thích lên thần kinh, kích thích lên mạch máu mà làm tăng vọt huyết áp đột ngột, thì đều có thể nguy hiểm và dẫn đến cái nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.